Chào các bạn, hôm nay thì Cúc Béo sẽ chia sẻ với các bạn một món xào ngon cho bữa cơm gia đình, đó là thịt bê xào hành tây. Món này thì rất đưa cơm mà làm thành món nhậu thì cũng rất ngon đấy ạ. Nguyên liệu để làm món này thì gồm có thịt bê. Thịt bê thì khi mua các bạn lựa những miếng thịt có nhiều bì một chút nhé, có cả nạc và mỡ để khi xào nó có độ mềm, ngậy và không bị khô. Ngoài thịt bê thì như đã giới thiệu, mình sẽ xào cùng với hành tây, ít cà rốt để tăng hương vị, thêm một chút hành, tỏi, xả, gừng, ớt cay và thêm quả ớt sừng để món ăn được hấp dẫn hơn. Rau nêm là cần tây và tỏi tây. Còn gia vị thì chú yếu đều là những loại quen thuộc. Có chú ý một chút thì các bạn chuẩn bị một chút rượu trắng hoặc là rượu gừng để khử hôi thịt bê nhé. Bởi vì thịt bê nó có cái mùi gây ngái nên là trước khi nấu các bạn cần khử sống cho nó sạch sẽ và bớt cái mùi gây ngái này đi. Thì mình sẽ khử sống thịt bê bằng cách là các bạn có thể để nguyên tảng hoặc là thái mỏng rồi mới bóp với một ít muối hạt, rượu gừng hoặc là rượu trắng và các bạn băm nhỏ một ít gừng tươi vào mà mình bóp kỹ một chút, sau đó thì mình sẽ mang đi rửa sạch và để ráo nước. Và sau khi đã ráo nước rồi thì mình sẽ ướp thịt bê cùng với một thìa cà phê bột nêm, nửa thìa cà phê đường, một thìa cà phê dầu hào và khoảng tầm một thìa canh dầu ăn. Mình sẽ trộn đều và để cho thịt thấm gia vị trong khoảng 10 đến 15 phút. Đối với hành tây thì sau khi lột vỏ, rửa sạch thì mình sẽ thái múi cau có cái bản khoảng tầm 2,5 cm. Cà rốt thì mình sẽ cắt sợi nhỏ. Những nguyên liệu như là hành khô, tỏi, gừng, sả và ớt cay thì các bạn băm nhỏ nhé. Cần tây và tỏi tây thì mình nhặt và ngâm rửa nước muối sạch sẽ đi. Sau đó mình cắt khúc dài khoảng tầm 2-3 cm. Còn cái phần ớt sừng thì một nửa mình thái sợi, một nửa mình sắt lát chéo. Ớt sừng này thì nó có cái tác dụng chính là để tạo cái màu sắc hấp dẫn hơn cho món xào ạ. Và sau khi các nguyên liệu đã sơ chế xong rồi thì mình sẽ đi xào thịt bê. Mình sẽ cho khoảng 2 thìa canh dầu ăn vào chảo. Làm nóng dầu thì mình sẽ phi thơm nửa số hành, tỏi, xả, gừng và ớt băm. Tiếp đến thì mình sẽ cho thịt bê vào, mình xào ở cái nhiệt độ lớn để thịt bê nó không bị dai mà nó giữ được cái độ mềm ẩm và ngọt thịt. Thì mình xào bê chín tái thôi, nó chuyển sang cái màu hồng nhạt là được, và mình sẽ cho ra một đĩa riêng. Cách này thì khi mà mình làm thịt bê nó khá giống với khi mà mình làm những cái món mà thịt bò xào đấy ạ. Tiếp tục thì mình sẽ cho khoảng 2 thìa dầu ăn vào chảo và phi thơm nốt cái số phần hành, tỏi, gừng, băm, ớt còn lại. Sau đó thì mình cho cà rốt vào xào trước khoảng hơn 30 giây. Và tiếp đến thì cho hành tây vào, mình đảo đều. Và lúc này thì mình tăng nhiệt độ lớn lên nha các bạn. Và mình sẽ nêm gia vị vừa ăn gồm có bột nêm và dầu hào. Và mình sẽ tiếp tục xào thêm khoảng tầm 20 giây nữa ở lửa lớn. Thì sau khoảng 20 giây đấy thì mình sẽ cho cái phần thịt bê vào này, và cần tỏi tây, ớt sừng vào. Mình đảo đều và nêm thêm nước mắm cho nó được vừa vị. Mình sẽ xào nhanh thêm khoảng tầm 10 giây rồi mình rắc chút tiêu xay, mình đảo đều và tắt bếp. Thịt bê xào hành tây thì mình thấy cái mùi rất là thơm. Cái mùi thơm của hành tây nó quyện với cái sự thơm ngọt của thịt bê, nó rất hấp dẫn. Một món xào ngon, rất dễ ăn lại đẹp mắt nữa. Cách làm cũng nhanh gọn và không tốn thời gian. Hy vọng là các bạn sẽ thích cách làm mà mình đã chia sẻ trong video này. Hãy nhấn like để ủng hộ cho mình nhé. Và nhấn nút đăng ký để chúng ta được gặp nhau nhiều hơn. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé.